thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã có nhiều lần có những văn bản báo cáo bộ y tế về tình hình thiếu nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và cũng đề nghị cơ quan này cung ứng nhưng chưa có sự tiến triển trên thực tế thành phố hồ chí minh đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiều loại vaccine phòng bệnh trong thời gian qua Số liệu vào sáng ngày 26 tháng 12 cho thấy của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm này đã hết nhiều loại vaccine phòng bệnh viêm gan B, hiện chỉ còn gen HPVax, Twinrix phòng A cộng B, Enterix B ở một số các cơ sở. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần có văn bản báo cáo Bộ Y tế về tình hình thiếu nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và đề nghị cơ quan này cung ứng nhưng chưa có tiến triển. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch trong năm 2023, đặc biệt là dịch sởi do chu kỳ từ 3 đến 4 năm. Trong khi đó, vaccine sởi đơn cho trẻ 9 tháng tuổi ở thành phố đã hết từ lâu. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Y tế cũng đã cạn nhiều loại vaccine dịch vụ và tiêm chủng mở rộng từ giữa năm 2022. Nhiều người dân đến tiêm vaccine phòng bệnh nhưng đều phải quay xe ra về. À, vâng thưa quý vị hiện viện chỉ còn vaccine bại liệt tiêm và vaccine uốn ván những loại vaccine như là phòng sởi dpt bạch hầu ho gà uốn ván viêm não nhật bản lao sởi rubella bại liệt dạng uống ho gà uốn ván bạch hầu viêm gan bại liệt đều đã hết